Melissa Lashes là một trong những cơ sở chuyên về dịch vụ nối mi và dạy nghề nối mi có uy tín tại khu vực West Sydney, với lượng khách thường xuyên gần đến con số 1.000 và hơn 100 học viên đã được đào tạo thành nghề. Melissa Lashes còn có lớp dạy nghề miễn phí dành cho các mẹ single mom có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mọi chi tiết xin liên lạc Melissa qua số 0439-688-886 hoặc đến thẳng shop tại level 1/262 Macquarie Street, Liverpool, New South Wales 2170. Nhật Bản là quốc gia đứng đầu danh sách những nước có dân số sống thọ nhất thế giới. Để có được điều này, ngoài lối sống khoa học, ăn uống lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú, họ còn có một bí quyết vô cùng kỳ diệu cho sức khỏe, đó là uống nước Kangen mỗi ngày. Loại nước này đem đến giải pháp hoàn hảo để uống cũng như để nấu ăn, vì nước từ máy Kangen có khả năng thẩm thấu rất tốt cũng như gia tăng điện giải cho những người tập luyện thể thao, duy trì sự trẻ trung của phụ nữ. Một chi tiết, xin vui lòng liên lạc Đen Huỳnh qua số 0412-739-888. Lily và Kim Hoàng, rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi phần điểm báo thế giới của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay thứ hai 31 tháng Giêng 2022, và tối hôm nay cũng là tối giao thừa của người Việt trên toàn thế giới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào đêm nay là đêm giao thừa để ngày mai chúng ta đón năm mới, năm Nhâm Dần. Thế nhưng mà tình hình dịch bệnh ở Việt Nam được cho là vẫn khá bình thường, bởi vì là cũng không tăng và cũng không giảm tương tự như những ngày trước kia. Nhưng ngày hôm qua thì Việt Nam cũng ghi nhận là 13.694, tức là cũng giảm chút ít so với những ngày trước đây. Và trong số này thì Hà Nội hay là Đà Nẵng và Bắc Ninh là ba địa phương đang dẫn đầu cả nước về nhân số nhiễm bệnh mới mỗi ngày. Tại Hà Nội thì vẫn xấp xỉ là 3.000 ca, và Đà Nẵng, Bắc Ninh đứng thứ hai và đứng thứ ba thì vẫn là có mức trên 800 ca. Trong khi đứng hàng thứ tư là Hải Phòng thì có 647 ca nhiễm, và Phú Thọ cũng lần đầu tiên lọt vào top 5 tỉnh thành có số ca nhiễm nhiều nhất trong ngày là 545 trường hợp. Riêng Sài Gòn thì hôm qua cũng đã có là 148 ca nhiễm mới và 5 người tử vong, trong số là 121 người cũng đã không qua khỏi dịch COVID-19 ở Việt Nam. Và đứng đầu về số ca tử vong trong ngày hôm qua thì vẫn là thành phố Hà Nội với 22 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là kéo dài gần một tháng nay thì Hà Nội liên tục ghi nhận cái số ca nhiễm mỗi ngày là ở con số xấp xỉ 3.000 ca. Và nhiều người rất là băn khoăn vì sao suốt một thời gian dài mà số F0 phát hiện mỗi ngày ở Hà Nội chỉ ở mức dao động từ trên 2.800 ca đến trên 2.900 ca. Không tăng lên nhưng cũng không giảm xuống như trong các tháng đại dịch bùng phát trước đây, thì thường biểu đồ mỗi vùng thường là đi lên rồi đi lại đi xuống trong một thời gian, chứ không duy trì cái biểu đồ nằm ngang kéo dài suốt cả một tháng như vậy. Do vậy mà có rất nhiều người lo ngại là cái công tác kiểm dịch ở thành phố Hà Nội có thể cũng gặp một số vấn đề. Do vậy mà cái con số thống kê hàng ngày thực tế có thể không chính xác. Thật ra không phải là thắc mắc của tất cả mọi người, ngay cả những người làm tin tức như chúng ta cũng rất là thắc mắc. Nhưng mà chúng ta không làm gì khác được hết, là bởi vì chúng ta chỉ có thể nêu những con số dựa trên thông tin từ Bộ Y tế cung cấp mà thôi. Tuy nhiên, một cái câu hỏi rất lớn là tại sao nó lại có một cái sự ổn định lâu đến như vậy, trong khi so với Sài Gòn trước đây thì những có những ngày có 2.000 ca nhiễm, cũng có những ngày lên đến 6.000 ca nhiễm hoặc là 3-4.000, chứ không thể nào chỉ chênh lệch vài chục ca nhiễm mà thôi. Và chúng ta cũng không biết là sau Tết Nguyên Đán thì tình hình nó sẽ đi về đâu. Rất có thể là bởi vì áp lực quá nhiều cho nên thống kê đã không chính xác. Và nếu mà không chính xác thì cái sự lây lan nó còn có nguy cơ cao hơn nữa, vì mọi người không biết là mình nhiễm dương tính và vì vậy vẫn tiếp tục sinh hoạt trong cộng đồng. Và vào những cái ngày cuối năm như thế này, sau một cái khoảng thời gian thành phố Sài Gòn đã sống trong tình trạng phong tỏa, sân bay Tân Sơn Nhất đã trở nên vắng lặng vô cùng trong gần 6 tháng, thì tuần lễ cuối cùng của năm Tân Sửu, cái sự hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất đã trở lại bình thường, nếu không nói là cao hơn mức độ bình thường. Tổng thống kê cho chúng ta thấy là trong ngày thứ 6 28 tây tháng Giêng vừa qua, Tân Sơn Nhất đã có một cái kỷ lục rất là cao
với 743 chuyến bay lên xuống trong một ngày và vận chuyển hơn 72.000 hành khách đi khắp mọi miền đất nước. Đó là chúng ta nói về cái vấn đề du lịch nội địa. Và hiện nay thì du lịch nội địa, cái việc xét nghiệm nhanh RAT cho tất cả những trẻ em dưới 12 tuổi cũng đã được bãi bỏ. Trong khi đó, về lĩnh vực du lịch quốc tế thì cái việc thử nghiệm nhanh RAT cũng không còn yêu cầu nữa. Có nghĩa là du khách không cần phải thử nghiệm RAT trước khi lên máy bay và cũng không cần thử nghiệm RAT sau khi đáp xuống sân bay quốc tế hoặc là sân bay Tân Sơn Nhất hoặc là sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, cái việc thử nghiệm COVID-19 theo phương thức truyền thống là PCR và cung cấp kết quả 72 tiếng đồng hồ trước khi khởi hành thì vẫn hay còn bắt buộc. Và hiện nay trong dịp Tết này, bất cứ những ai từ nước ngoài đến Việt Nam đã chủng ngừa đủ 2 liều và có kết quả âm tính với PCR thì chỉ cần cách ly tại nhà trong 3 ngày mà thôi. Riêng với những trường hợp chưa chủng ngừa thì yêu cầu cách ly hiện nay là 7 ngày, có nghĩa là cũng đã giảm xuống đi rất nhiều. Vâng, như vậy là khi mà chúng ta về Việt Nam thì là các cái quy định thủ tục là giảm đi rất nhiều rồi. Không biết là cái vấn đề giảm cách ly hoặc là cách ly tại nhà và cũng như là không sử dụng RAT, thử nghiệm nhanh RAT nữa, nó có liên quan gì đến những cái vấn đề vi phạm pháp luật, những cái vấn đề tham nhũng mà báo chí Việt Nam đã đưa ra rất nhiều trong cuối tuần qua, đặc biệt là về những cái chuyến bay giải cứu. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam thì mấy ngày hôm qua thì cũng rất là xôn xao cái vụ mà bà Nguyễn Thị Hương Lam, 48 tuổi, là cục trưởng lãnh sự cùng với 3 người khác tại Bộ Ngoại giao cũng đã bị bắt với cáo buộc là nhận hối lộ khi mà duyệt cấp phép cho một số công ty thực hiện các cái chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong cái thời gian xảy ra cái đại dịch COVID-19 2 năm, tức là từ 2020 đến 2021. Và thông tin ban đầu cho thấy thì các bị can này là bị cáo buộc có hành vi là trục lợi cá nhân khi mà xét duyệt cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về Việt Nam về nước. Hiện sai phạm cụ thể thì cũng chưa được Bộ Công an công bố. Tuy nhiên mà gần đây thì chính phủ Việt Nam cũng đã nói nhiều về cái hành vi mà trục lợi làm thay đổi tính trách chất nhân đạo của các cái chuyến bay giải cứu, vốn là chủ trương để đưa công dân Việt Nam về nước khi mà có nhu cầu hay hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh mà các nước thì đóng cửa biên giới và các hãng hàng không thì cũng ngừng bay. Tuy nhiên, sau hàng trăm chuyến bay được thực hiện đưa hàng trăm ngàn người Việt về nước trong cái đại dịch thì rất nhiều người cũng đã phản ánh rằng là để được về nước theo các cái chuyến bay giải cứu của chính phủ này thì họ cũng phải trả cái số tiền rất lớn, thường là gấp từ 4 đến 5 lần so với chi phí mua vé máy bay về nước trong cái thời kỳ trước đại dịch như các chuyến bay thương mại bình thường. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, thật ra thì cái tiếng gọi là chuyến bay giải cứu, tuy nhiên nếu ai không có tiền thì không bao giờ leo lên được những cái chuyến bay giải cứu như thế này. Thông tin từ BBC Việt ngữ đã viết về một câu chuyện của một cái người phụ nữ tên là Hà, 47 tuổi, một người Việt sinh sống tại thủ đô Paris của Pháp vào năm 2020, vào đầu năm, khi mà toàn thể châu Âu chìm đắm trong đại dịch với hơn 100.000 ca nhiễm mỗi một ngày và trên dưới 10.000 người tử vong, thì người phụ nữ này đã có ý định là muốn trở về Việt Nam. Tuy nhiên, bà không biết là làm thế nào để có thể có được chuyến bay, liên lạc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Paris thì họ chỉ nói là chờ đợi, bởi vì có quá nhiều người cho nên cũng không bao giờ bà biết là chính xác là chuyến bay giải cứu nó sẽ có cho tất cả mọi người. Và khi tiếp tục tìm hiểu thì có những người họ bảo rằng nếu mà muốn đặt chân lên những cái chuyến bay giải cứu như thế này, việc đầu tiên là cần phải có tiền, và chỉ cần có tiền thôi thì sẽ có những cái đường dây, những cái số điện thoại để mà liên lạc, và ngay lập tức nếu mà chúng ta đồng ý trả một cái lệ phí dịch vụ nào đó thì tên của mình sẽ nằm trong danh sách được bay. Và câu chuyện này đã hoàn toàn là có thật. Cái lệ phí ban đầu là 800 euro đã được trả cho lãnh sự quán ở Pháp, và sau đó thì tiếp tục trả thêm tiền vé máy bay một chiều từ Pháp về Việt Nam khoảng 1.500 euro, có nghĩa là gấp 4 lần giá bình thường. Đó là chưa kể tới vấn đề về tới Việt Nam rồi còn bị phải cách ly. Nếu mà may mắn cách ly tại quân đội thì cái chi phí rất là rẻ, khoảng chừng 1,6 triệu cho thời gian cách ly là 14 ngày. Nhưng mà nếu không may mắn bị dồn vào cách ly ở những khách sạn 5 sao mà giá mỗi một đêm là có thể 2 triệu hoặc 3 triệu,
thì sau thời gian cách ly 14 ngày cũng tốn của người dân khoảng trên dưới 30 triệu đồng. Đó là một cái khoản tiền rất là lớn. Và vì vậy mà những cái chuyến bay giải cứu này nó đã đi vào lịch sử của Việt Nam. Và nếu quý vị còn nhớ, và không biết là Lily còn nhớ hay không, vào tháng 9 năm 2021 tại New Zealand, 39 người Việt đã đưa tiền cho lãnh sự quán Việt Nam ở New Zealand để hy vọng là đặt được lên cái chuyến bay hồi hương này. Nhưng cho đến cuối cùng không ai được về hết. Và cái nội vụ đã được bị phanh phui ra báo chí tại New Zealand đến mức độ mà cảnh sát New Zealand đã đến trước tòa đại sứ Việt Nam ở Wellington yêu cầu gặp cái cá nhân người đó. Tuy nhiên chúng ta cũng biết bên trong tòa đại sứ là một cái thế giới an toàn 100%, ngay cả cảnh sát sở tại cũng không có quyền xâm nhập vào. Và vì vậy vấn đề này nó đã chấm dứt ở đó, khi mà cảnh sát nhận được rất nhiều những cái đơn khiếu nại về vấn đề tham nhũng. Vâng, thực tế thưa quý vị và các bạn, khi nghe cái thông tin này thì chúng tôi cũng rất lấy ngạc nhiên, bởi vì ở New Zealand là một đất nước rất là nhỏ bé và có cái số lượng mà du học sinh hay là những người Việt sinh sống và làm việc tại New Zealand thì cũng không đông đảo như ở châu Âu, châu Mỹ hay là ở Úc Châu. Thế nhưng mà cuối cùng cũng đã xảy ra cái vụ việc mà gây ầm ĩ trên báo chí của New Zealand như vậy. Và đến nỗi mà cảnh sát của New Zealand đã vào cuộc thì chúng tôi cũng tin là vụ việc đã xảy ra thật. Thế còn trước đó thì ngay tại Úc Châu thì chúng tôi cũng đã được nghe một số người cũng phản ánh là để được về nước trong cái dịp mà đại dịch 2020-2021 thì chúng ta phải chi cái số tiền rất là nhiều. Bình thường mà chúng ta chỉ mua vé về Việt Nam từ Úc Châu về Việt Nam là khoảng trên dưới 1.000 đô, đấy là khứ hồi 2 chiều. Thế nhưng mà trong cái đợt đại dịch thì họ phải trả tới 4 hoặc 5.000 đô, tức là gấp 4 đến 5 lần. Thế nhưng mà cũng chưa chắc gì đã được lên các chuyến bay này. Và rất nhiều người cũng phản ánh rằng là họ cũng đã gọi điện đến Đại sứ quán Việt Nam hay Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney thì cũng được giải thích rằng là cái danh sách mà để đăng ký về trong cái đợt đại dịch lên các chuyến bay giải cứu này là rất dài, tới 1.800 hoặc 2.000 người, và nếu mà để chờ được lên thì là rất là lâu. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì họ cũng có những nhiều cái cách để mà lách để được vào cái danh sách được lên chuyến bay về nước sớm, bằng cách là chi một số các tiền khác cho các cái cơ quan này để được vào cái danh sách lên chuyến bay về nước. Và đúng là khi nghe những cái thông tin này thì chúng tôi cũng không tin lắm, cho đến khi mà ở New Zealand xảy ra cái sự việc này, và bây giờ là đến tại Việt Nam xảy ra cái vụ mà đến những cái cục lãnh sự đã bị bắt giữ. Có nghĩa là sự thật bây giờ bắt đầu bị phanh phui. Và chúng ta không biết là đã có bao nhiêu nạn nhân, bởi vì quý vị cứ thử tưởng tượng xem, từ đầu năm 2020 kéo dài cho đến cuối năm 2021 thì sự việc mới bị phanh phui và mới ngừng lại. Và không phải là người Việt ở Úc không, mà toàn người Việt trên toàn thế giới. Hiện nay ước tính là cứ mỗi một cái chuyến bay giải cứu thì sẽ chuyên chở khoảng trên dưới 300 người. Và trung bình tại Úc chúng ta mỗi tuần sẽ có một chuyến, thì bao nhiêu nạn nhân là người Úc đã phải trả những cái chi phí rất cao này. Và mặc dù nói là chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam đang ở nước ngoài, nhưng Kim Hoàng biết rất nhiều người Úc là công dân Úc sử dụng passport của Úc nhưng vẫn được nhập cảnh vào Việt Nam khi họ đồng ý trả một cái lệ phí rất là cao. Có nghĩa là người Úc gốc Việt nhưng không cần phải có passport Việt Nam, trong những năm vừa qua họ vẫn đi về giữa Úc và Việt Nam. Vấn đề là chúng ta có tiền và chúng ta chịu chi thì chúng ta sẽ được bay. Và câu chuyện hiện nay là đang bị phanh phui và 4 người đã bị bắt giữ. Nhưng mà không biết rằng tất cả những cái nạn nhân như Kim Hoàng vừa mới nói có cơ hội để xin bồi thường, lấy lại những cái khoản tiền mà họ đã trả để mà họ có được vé máy bay lên trên cái chuyến phi cơ đó hay không. Và cũng chính vì vậy mà nhiều người Việt đã phải tìm cách đi một cái đường vòng, thay vì là họ phải lên những cái chuyến bay giải cứu đắt đỏ như vậy thì họ quyết định bay về Campuchia, và từ Campuchia thì họ nhập cảnh một cách chính thức về Việt Nam với một cái giá rất là rẻ và họ hoàn toàn có khả năng. Và cũng chính vì vậy chính quyền Việt Nam lại đổ lỗi cho dịch bệnh ở Việt Nam là do những người đi lậu từ Campuchia sang Việt Nam đã gây ra, mang theo những cái dịch bệnh. Và đây là vấn đề mà gây ra bất đồng hoặc là bất hòa giữa hai chính phủ, chứ cũng không phải đơn giản là những cá nhân mà đã về Việt Nam theo cách này. Tức là vụ việc tưởng như là cũng rất là nhỏ và rất đơn giản từ cái việc mà chúng ta phải trả rất nhiều chi phí cho các chuyến bay giải cứu để về nước thì ảnh hưởng đến rất là nhiều việc, như chị Kim Hoa vừa nói là ảnh hưởng tới cả bang giao giữa Việt Nam và Campuchia. Vấn đề là bởi vì Việt Nam mình không nhìn nhận sự thật.
và không bao giờ chấp nhận là bởi vì người dân quá khó khăn cho nên họ bắt buộc họ phải đi theo cái cách là đi đường bộ về. Họ cứ đổ là họ biết rằng những người đó từ Campuchia về Việt Nam, và từ những người đó rõ ràng là có những người bị bệnh, có những người bị dương tính sau khi nhập cảnh về Việt Nam. Cho nên khi họ tuyên bố trên các cơ quan truyền thông báo chí đã làm cho Thủ tướng Hun Sen của Campuchia không có hài lòng. Vâng, vì họ lại đổ rằng là dịch Covid-19 tràn từ Campuchia sang Việt Nam, tràn như nước Mekong. Cho nên là cũng muốn là kêu gọi là chính phủ Campuchia hạn chế, nhưng mà thực tế lại toàn là người Việt nhập cảnh về Việt Nam mà thôi. Và cái thông tin mà cái vụ bắt giữ ở Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng vừa diễn ra thì chúng ta đúng là cũng hiểu được là tại sao người dân phải trả rất nhiều tiền để được lên các chuyến bay giải cứu. Thì bây giờ cái số tiền mà chênh lệch rất nhiều thấy đã đi về đâu thì nay cũng đã có câu trả lời, đó là đi về Bộ Ngoại giao và rất là nhiều tầng lớp của Bộ Ngoại giao. Thật ra là ngoài cái vé máy bay thì cái vấn đề ở cách ly khách sạn 14 ngày cũng là một cái vấn đề tham nhũng, là bởi vì danh sách những cái khách sạn 5 sao chúng ta không có quyền lựa chọn. Khi mà đã quyết định là trở về Việt Nam thì chúng ta sẽ được cho một cái danh sách một vài cái khách sạn 5 sao với một cái giá rất là đắt đỏ, và chúng ta phải trả 100% chi phí trước khi chúng ta bay về. Và đó là những cái khách sạn nằm trong những cái đường dây hoặc là những cái dồi bạch tuộc của cái hệ thống tham nhũng này, chứ không phải là khách sạn nào cũng được chọn để mà làm nơi cách ly. Vâng, và vì vậy nó là một cái ekip, một cái hệ thống chưa từng có tiền lệ, bởi vì nếu không có đại dịch thì chắc chắn là những cái vụ tham nhũng này không thể xảy ra. Trong khi tại Úc, những cái chuyến bay gọi là giải cứu của hãng hàng không Qantas thường là giải cứu công dân từ Anh Quốc hoặc là từ Ấn Độ, hoàn toàn là miễn phí. Dĩ nhiên là cũng rất là khó để đặt chân lên những cái chuyến bay này, nhưng mà chúng ta làm việc một cách rất là minh bạch. Những người nào được ưu tiên cho trên trong danh sách và được thử nghiệm âm tính thì sẽ được bay về chứ không cần phải trả tiền. Vẫn phải chờ đợi nhưng không tốn tiền. Còn Việt Nam thì nếu không có tiền thì chờ đợi vô thời hạn, còn nếu có tiền thì sẽ được trở về Việt Nam rất là nhanh. Trước đó nữa thì cái vấn đề công ty Việt Á cũng là một cái đề tài rất là nóng và gây bức xúc rất là nhiều trong dư luận. Vâng, tức là hai vụ việc này là đều liên quan đến vấn đề rất là nhân đạo, bởi vì là xảy ra trong đại dịch. Những người dân đang rất là khốn khó và rơi vào cảnh khốn cùng. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều nơi, tức là lợi dụng cái dịch bệnh này để mà vơ vét tiền vào túi của mình. Và kính thưa quý vị, cái thời điểm phanh phui ra những cái vụ việc này nó đã diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu. Như Kim Hoàng vừa mới nói là ngày mai là đã bước sang năm Nhâm Dần rồi, và chắc chắn là cái vấn nạn tham nhũng này không phải là một cái vấn đề mới tại Việt Nam, là bởi vì đây là một cái truyền thống làm việc tại Việt Nam. Nó khác nhau ở cái điểm là thời gian và sự kiện, là bởi vì nếu không có đại dịch thì cái vấn đề tham nhũng của các chuyến bay giải cứu cũng như vấn đề tham nhũng trong công ty Việt Á nó sẽ không xảy ra. Với Việt Á hiện nay thì ngoài những người bị bắt giữ, thông tin từ Bộ trưởng Công an cũng cho biết là họ đã ngăn chặn được những cái tài sản trị giá lên đến là 1.220 tỷ đồng thu hồi để mà có một cái sự bồi hoàn. Nhưng mà bồi hoàn cho ai thì chúng tôi cũng không biết. Có bồi hoàn cho những người dân mà họ đã trả mấy trăm ngàn đồng để họ mua những cái bộ thử nghiệm hay không thì bên Bộ Công an chưa có loan báo. Họ chỉ loan báo là sau khi bắt tổng giám đốc công ty Việt Á, 1.220 tỷ đồng được thu hồi, bao gồm 380 tỷ đồng là tiền mặt. Phần còn lại là tài sản đã bị niêm phong trị giá là 840 tỷ đồng. Số tài sản này sẽ được giữ và xử lý như thế nào? Những cái nạn nhân, có thể nói là hàng chục triệu nạn nhân ở Việt Nam có được bồi hoàn hay không? Đây vẫn là những cái câu hỏi rất là lớn mà chúng ta chắc chắn là không bao giờ biết được câu trả lời. Vâng, bởi thực tế là cái số tiền mà công ty Việt Á thu được đó thì thực tế là bán để là tiền gốc là từ người dân mua ra để thực hiện các cái bộ xét nghiệm phải trả rất là nhiều tiền. Chẳng hạn lấy đơn cử là công ty Việt Á chỉ mua cái bộ xét nghiệm này từ Trung Quốc với giá khoảng gốc là khoảng 21.000 và bán cho các cái cơ sở y tế của các tỉnh là khoảng từ hơn 400.000 mỗi bộ. Thế nhưng mà các cơ sở y tế của các tỉnh thì khi làm xét nghiệm thì người dân phải trả có thể là từ 700 đến 800, thậm chí là 900.000 mỗi lần một xét nghiệm, tức là mỗi lần sử dụng một cái bộ xét nghiệm đó. Do vậy là thực tế thì tiền này là toàn tiền từ người dân mà đưa ra, nhưng mà hiện nay thì không hiểu là cái việc mà thu hồi tiền thì phải trả lại như nào. Tương tự như là các cái chuyến bay giải cứu thì không hiểu là những người đã bỏ ra một số tiền
rất lớn để về nước trong cái dịp đại dịch vừa qua, thì không rõ là có được bù hoàn lấy lại là có cơ hội để thu hồi vốn hay không, là bởi vì tất cả danh sách là chúng tôi tin rằng Bộ Ngoại giao có được danh sách đó. Không ai đặt chân lên những cái chuyến bay giải cứu này mà không có đầy đủ, không cung cấp thông tin. Và vì vậy nếu họ muốn bồi hoàn một phần nào đó sau khi đã tịch thu tất cả tài sản của những nhân vật bị bắt giữ, thì vẫn sẽ có được một cái khoản kha khá. Nếu mà không nói là 100% thì ít nhất nó cũng có một cái sự tượng trưng nào đó để bồi hoàn cho những cái sự mất mát về tinh thần. Là bởi vì đa số những người hồi hương thật ra là những người đã gặp cái cuộc sống rất là khốn khổ ở nước ngoài trong cái thời đại dịch. Đặc biệt là các du học sinh, khi mà đại dịch đến thì các em không thể đi làm, trong khi đi học thì chỉ học online mà thôi. Muốn về với gia đình ở Việt Nam để tiết kiệm chi phí thì lại không có tiền để bước chân vào những cái chuyến bay giải cứu này. Và có những cái hệ lụy nó không được hay lắm đã xảy ra cho những du học sinh mà chúng tôi, nó khá là nhạy cảm cho nên không thể phơi bày hết ra trên cái diễn đàn này. Nhưng đó là những cái nạn nhân mà chúng ta gọi nôm na là nạn nhân của cơ chế xin cho ở Việt Nam. Nếu mà cơ chế này nó không xuất hiện, nó không mọc rễ ở trong cái hệ thống công quyền của Việt Nam thì chuyện này sẽ không xảy ra. Vâng, thôi thì ít nhất đúng vào dịp cận Tết thì những cái thông tin mà về cái vụ phanh phui đối với cả công ty Việt Á lẫn như là các cái việc mà liên quan đến các cái máy bay giải cứu mà có những cái cá nhân trục lợi vơ vét của người dân trong cái dịp đại dịch cũng đã được phanh phui, thì ít nhất là cũng phần nào giúp những nạn nhân cảm thấy được an ủi khi mà vụ việc này cuối cùng cũng được lắng nghe và được tìm ra công luận trước ánh sáng. Và trong năm mới thì chắc chắn là những người này cũng rất hy vọng là mọi công lý sẽ được phán xử và người dân ít nhất là cũng có một phần nào đó cũng an ủi một chút về tinh thần nếu mà không được bồi hoàn lại một phần nào số tiền. Bởi vì chính phủ Việt Nam đang gặp áp lực quốc tế về vấn đề này. Và với những thông tin này thì Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo thế giới ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin kính chúc tất cả quý khán giả của Vietplay TV một cái Tết Nhâm Dần thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Chương trình sẽ tạm ngưng trong ngày mai mùng 1 và chúng tôi sẽ trở lại với quý khán giả vào ngày mùng 2 Tết, có nghĩa là vào ngày thứ Tư. Vâng, Lily xin kính chúc toàn thể quý khán giả của đài Vietplay TV đón một cái Tết thật bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc.